chồng mát sao. Tắm rửa cho bà, nhà cửa cũng tươm tất ha, cũng gọn gàng nha cô chú anh chị. À, chú ơi cơm này á, chút nữa chú bới lấy cái chén chú bới cho bà miếng nha, rồi chú bỏ hột vịt tha thịt gì đó cho bà ăn, rồi còn nhiêu chú ăn ha. Cơm nhiều lắm, tại con mua chú với bà ăn hộp không hết đâu, thì con mua một hộp thôi à, cho bà với chú ăn. Còn bánh mì này ăn nổi nữa bỏ đi, để nó khô sao ăn nổi. Mua hồi nào vậy? Cho hồi nào? Cho hả? Ồ, nó cứng lắm, không ăn được sao nhai. Bỏ đi chú ơi. Dạ. Tại vì á, có bánh rồi nè, nếu mà có đói á thì ăn bánh đi, còn cái này nó cứng lắm, nhai không nổi đâu. Có cô chú anh chị. Đây bánh mì này của người ta cho nè, nhưng mà cứng dữ lắm, ăn không được cô chú anh chị. Đó. Có bánh sô cô la nè, bà có ăn không? Cái bánh này ngon nè. Hả, ăn thì kêu chú lấy cho bà ăn nha. Bà ơi. Con tắm cho bà phái không? Không. Không hả? Sao vậy? Sao hả bà? Sao bà không phái? Hả? Con tắm bà sao bà không phái? Sao ạ? À? Sao con tắm bà đau hay là sao? Phái quá hả? Tắm mát quá ha, ngày nào cũng tắm vậy mát ha. Khỏe không? Có người chăm sóc vậy phải ha. Nó vô nhà không có khai vậy đỡ, trời ơi, vô nhà muốn chết ngợp luôn. Dạ. Mời vô tắm ha. Thì ngày nào cũng tắm về cho nó mát, nó khỏe. Sáng á, thì con chạy vô con thay đồ cho bà. Rồi trưa con chạy qua con tắm cho bà à, vậy đó. Chứ để không thôi, trời tháng này lạnh mà bặn đồ nước đáy vô nó lạnh, nó lạnh dữ lắm. Dạ. Hả, có chú ở nhà thì mắc đáy kêu chú dắt đi đáy. Chứ đừng có đáy tại chỗ, nếu dụ ví dụ mắc đáy thì kêu chú dắt má đi đáy.
chứ mà mình đi riết nó quen, còn bà nằm chỗ bà đái riết nó cũng quen ha. Khi nào mà không có chú thì đái chỗ không nói, nhưng mà có chú thì kêu chú dắt bà đi nha bà, biết sao không? Như vậy mình đỡ chỗ này là mình đỡ khai, thử nước đái riết bệnh chết luôn. Sáng nào vô con cũng thấy dụng nước đái hết. Cần. Này bà vui lắm nha cô chú anh chị, bà tươi luôn, bà tươi như hoa vậy đó. Đó bà. Này bà tươi như hoa vậy. Tươi dữ lắm luôn á. Dạ nha, hỏi nữa. Nhà con ở dưới Đồng Nai á. Hỏi sáng giờ 3-4 lần rồi đó. Bà có cho con ở đây với bà không? Cho không? Cho ở đây thử nước đái chịu gì nổi trời. À, kêu cho ở đây thử nước đái chịu gì nổi. Con nổi mày nổi. Hả? Để tôi nổi mày nổi. À, bà nổi là con nổi hả? À, à, tại vì con dẹp dọn hết rồi nên đâu có khai đâu, không nổi. Bà phải có đứa con gái ở với bà sướng nha. Sao hồi đó không có chồng đi, đừng có con gái trời. Hả? Chồng đi cho cực khổ. Chồng đi cho cực khổ. Là từ hồi xưa tới giờ là bà không có chồng luôn hả? Là còn con gái tới giờ luôn, không có chồng. À đi nói mà bà không thèm ha, muốn ở vậy ha. Rồi sao có con? À, bà nuôi chú hồi đó bà nhiêu tuổi? Bốn năm sáu chục vậy ha. À, cũng nuôi mấy chục năm rồi ha. Hồi xưa bà đi làm bà nuôi chú hả? Giờ bà ở nhà chú nuôi bà. Chú có nuôi bà không? Có, nuôi chứ. Vậy hả? Hồi kia tôi đi làm cho nuôi, giờ tôi. Giờ ông chú đi làm dê trai chú nuôi bà ha. Coi cái nước vàng đó còn không hả, hết á thì dặn lại nha chú. Cái hồ nước đó, con xả cái nước rong ra đi, tại vì nó vàng khè luôn rồi, nó rong nhiều lắm nên con xả ra hết rồi con bơm cái mới lại xài cho nó đừng có rong. Dạ cô chú anh chị. À, bà thấy thương không cô chú anh chị? Dạ dạ. Hồi đó là cha mẹ chú ở đâu mà bà nuôi? À cha mẹ chú chết hết ha. Dạ bà đem về bà nuôi. Bà đem về bà nuôi tới giờ luôn ha. Bà nuôi chú có khi nào bà quánh đập chú gì không? Quánh hả? À? Có quánh không? Quánh. Lì phải quánh ha. Con mà phải dạy chứ. Mà bà dạy chú dễ nghe không bà? À, bà ơi cái cây gậy đó khi nào mà bà muốn đi tới đi lui á thì bà lấy cây gậy bà chống nha bà. Ví dụ bà chống cây gậy đi rồi bà vịn thêm cái gì đó bà đi, chứ đừng có để ý cây gậy không té nha. Té cái mệt lắm á. Nha bà. Khép cửa hả? Nữa ta đang bơm nước mà khép cửa gì ông ơi. Con với chú đang bơm nước mà khép cửa gì. Ở đó con chú, nhà cửa của bà thì em cũng lau sạch sẽ ha. Hồi đó bà nuôi chú bà ở đâu? Ở nhà, ở đây luôn hả? Nhà này luôn hả? À, đất này của bà ha, là của người ta? Dạ? Đất bên nội hả? Đất của tôi. À, đất của bà hả? Ủa sao bữa cái cô kia cổ nói là đất của cổ? À, cái miếng này là bà mua của cổ hả? Rồi nhà nước ta cắt nhà cho mình hả? À vậy sao bà nói cô nói là miếng đất này của cô, rồi khi nào bà mất thì ở, khi nào mất thì thôi. Đất này của ông ta hả chú? Sao bà nói của bà mua? Bà nói của bà mua mà.
Vậy hả, chứ không phải của mình mua hả? À, vậy mà bà nói của bà mua nè, có mua không bà? À, tao cho ở nha. Yêu thích cậu Năm dữ lắm sao à, có hình của ổng không? Cậu Năm Vũ Linh á, ông Vũ Linh á. Của chú hả? Tấm hình này của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh ha. Đây của chú anh chị. À, hình của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Đó, ở nhà bà cụ nha cô chú anh chị. Cái thời hát đĩa đó cô chú anh chị, rồi chú với bà để tới giờ rồi chị em bên Hoa Viên, bên YouTube bên Hoa Viên mới qua đóng khung lại cho bà nha. À, bà ơi làm xong rồi con đi về ha. Chút nữa bà ăn cơm nha. Rồi cô chú ơi, em cũng xin kết thúc video đó nha cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị xem thấy kênh hay mà có ý nghĩa thì cho em xin một like, một đăng ký kênh ha. Và em xin chào cô chú anh chị, chúc cô chú anh chị một buổi trưa an lành và hạnh phúc ha. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video tiếp theo.